Xin chào, đây là chậu di linh trắng và có ba thân đang ra nụ. Đây thì trong vườn thì có cái chậu này, nó ra nụ sớm, nở trước Tết. Để cái chậu một chỗ, ta đi quanh cái chậu ta quay, hiểu không? Người ta để vòng vòng ra đây nè. Bây giờ mày lấy mẹ kia đi.